Bản tin tổng hợp trưa ngày 9 tháng 8 Thực hư chuyện Triều Tiên cử 100.000 quân giúp Nga Singapore cảnh báo nguy cơ tính toán sai lầm Mỹ-Trung, bão tố đang tích tụ Ý kiến, Tập Cận Bình là mối đe dọa thực sự đối với Đài Loan và nhóm Biden cần phải thức tỉnh Các nhà lập pháp Hoa Kỳ chỉ trích sự áp bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi có 400 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin tổng hợp trưa ngày 9 tháng 8 của DKN TV. Thực hư chuyện Triều Tiên cử 100.000 quân giúp Nga. Kính thưa quý vị, mới đây, một số tờ báo ở Anh và Mỹ đã đưa tin chính quyền Bình Nhưỡng sẵn sàng cử tới 10 vạn quân thiện chiến sang giúp Nga đánh Ukraine. Tuy thế, các nguồn tin này đều trích phát biểu của một nhà báo Nga là Igor Korochenko trên talk show truyền hình, chứ không hề có xác nhận chính thức nào từ phía Bình Nhưỡng tính đến ngày 8 tháng 8. Kể cả khi có tuyên bố nào đó tương tự từ chính quyền Kim Jong Un, theo các đánh giá quốc tế, nhiều khả năng đó chỉ là cách ghi điểm với Moscow về mặt ngoại giao mà thôi. Điều mà Triều Tiên đã làm là đã công nhận hai Cộng hòa tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk ở vùng Donbass, lãnh thổ của Ukraine, nhưng bị phe ly khai thân Nga chiếm khá nhiều. Bình Nhưỡng cũng nói rằng sẵn sàng gửi nhân lực sang giúp vùng này tái thiết. Tuyên bố dựa trên giả định, hai Cộng hòa tự xưng sẽ giữ vững các lãnh thổ mà họ đã kiểm soát. Trên thực tế, quân ly khai miền đông Ukraine vẫn chưa thể chiếm hết được Donbass và cùng với quân Nga, họ đang chật vật mà chưa thể chiếm được một làng chỉ cách thành phố Donetsk, hai cây số. Vì thế, việc tham chiến của quân Triều Tiên có vẻ chỉ là lời bàn luận hơn là một kế hoạch cụ thể. Chưa kể, xã hội Nga có thể sẽ không chấp nhận. Theo chuyên gia người Nga Andrei Lankov nói với trang Asia Times vào ngày 8 tháng 8, thì dư luận tại Nga coi người Triều Tiên là một thứ độc tài điên rồ, là biểu tượng của mọi thứ sai lầm xảy ra với một quốc gia. Ngoài ra, các ý kiến từ Hàn Quốc đã cho rằng, đúng là Bắc Triều Tiên có tới 1,3 triệu quân tại ngũ, phần lớn họ là bộ binh, được huấn luyện để tác chiến trên bán đảo Triều Tiên và không có kinh nghiệm chiến đấu ở nước ngoài. Cũng theo Asia Times, chỉ có hai lần Bình Nhưỡng cử quân ra nước ngoài. Lần đầu tiên là một phi đội nhỏ của không quân sang miền Bắc Việt Nam giúp đỡ Đảng Cộng sản Việt Nam và lần thứ hai là đặc công sang Zimbabwe để giúp huấn luyện. Việc khai triển cả 100.000 quân ở xứ xa lạ, thiếu hiểu biết về ngôn ngữ, thông tin liên lạc sẽ không hề dễ dàng. Ông Lenkov thì tin rằng chuyện khả thi hơn là Bắc Triều Tiên cho hai Cộng hòa tự xưng ở Donbass thuê nhân công giá rẻ. Họ sẽ phải tránh sự dính líu trực tiếp với Nga, vì như thế là vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Nhưng để hai Cộng hòa tự xưng kia thuê người thì không sao, theo ông Lenkov, hiện sống và giảng dạy tại Hàn Quốc. Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Matshegora từng ca ngợi công nhân Bắc Triều Tiên là tay nghề cao, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Các báo quốc tế cũng dẫn lời của ông Igor Korochenko phản ánh một sự thực là Nga đang thiếu quân ở Ukraine. Giới quan sát còn chỉ ra rằng, vấn đề của Nga không chỉ là thiếu quân mà thiếu cả các tuyến tải lương và tiếp liệu, chuyển súng đạn tới chiến trường một cách hiệu quả. Giả sử có thêm 100.000 quân ngoại quốc đến từ Bắc Triều Tiên hay đến từ Trung Đông, vấn đề hậu cần sẽ không dễ giải quyết. Bản thân chế độ Kim Jong Un đang gặp các khó khăn về lương thực và cả vũ khí do phải chịu cấm vận lâu năm. Chuyển sang phần tin tức liên quan đến diễn biến căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Singapore cảnh báo nguy cơ tính toán sai lầm, Mỹ-Trung, bão tố đang tích tụ. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào ngày 8 tháng 8 đã cảnh báo về phạm vi tính toán sai lầm đối với căng thẳng ở eo biển Đài Loan, mà ông cho rằng khó có thể sớm giảm bớt trong bối cảnh nghi ngờ sâu sắc và giao tiếp hạn chế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo Reuters, trong bài diễn văn truyền hình trước ngày Quốc Khánh mùng 9 tháng 8, ông Lý Hiển Long đã nói Singapore sẽ phải hứng chịu sự đối đầu gai gắt và căng thẳng trong khu vực. Điều này sẽ chuẩn bị cho một tương lai kém hòa bình và ổn định hơn bây giờ. Xung quanh chúng ta, một cơn bão đang tích tụ. Quan hệ Mỹ-Trung đang xấu đi với những vấn đề khó giải quyết, những nghi ngờ sâu sắc và sự giao tiếp hạn chế. Thủ tướng Lý Hiển Long nói, theo ông, điều này khó có thể sớm được cải thiện, hơn nữa, những tính toán sai lầm hoặc rủi ro có thể dễ dàng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Thủ tướng Singapore cho biết, ngày càng cận kề những thách thức kinh tế lớn hơn và triển vọng của Singapore đã mờ đi đáng kể. Đồng thời, ông cũng nói thêm rằng chính phủ sẽ khai triển nhiều biện pháp hơn nữa trong những tháng tới đây để giúp người dân đối phó với tình trạng giá cả tăng cao. Những tháng gần đây, lạm phát của Singapore đã đạt mức cao nhất sau hơn một thập niên và Ngân hàng Trung ương đã thắt chặt chính sách tiền tệ vào ngày 14 tháng 7 trong một động thái trái chu kỳ để đối phó với áp lực giá cả. Singapore trước đó đã loan báo gói hỗ trợ chủ yếu cho các nhóm thu nhập thấp để giúp giảm thiểu chi phí sinh hoạt do lạm phát và giá năng lượng tăng. Ông Lý Hiền Long nói, thế giới không có khả năng sớm quay trở lại mức lạm phát và mức lãi suất thấp mà chúng ta đã được hưởng trong những thập niên gần đây. Đồng thời cho biết thêm, đất nước 5,5 triệu dân phải lên kế hoạch trước và chuyển đổi ngành công nghiệp, nâng cấp kỹ năng và nâng cao năng suất. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng đến với góc nhìn của chuyên gia Robert McInnes ông là một sĩ quan quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, đồng thời là một nhà phân tích quân sự giàu kinh nghiệm thực địa ở Nga và Ukraine. Nhận định về căng thẳng gần đây ở eo biển Đài Loan trong bài bình luận được đăng tải trên Fox News vào hôm ngày 7 tháng 8. Ông McInnes cho rằng Tập Cận Bình chính là mối đe dọa thực sự đối với Đài Loan và nhóm Biden cần phải thức tỉnh. Ông McInnes đã viết, những bước đi sai lầm của chính quyền biden và các thành viên đảng dân chủ như chủ tịch hạ viện nancy pelosi liên quan đến đài loan nhiều khả năng đang gây ra một cuộc chiến tranh nóng với trung quốc cộng sản sớm hơn nhiều người nghĩ bắc kinh khá rõ ràng về ý định của họ trước quan điểm của chúng ta đối với đài loan nơi mà chế độ đó coi là một tỉnh nổi loạn một ngày sau chuyến thăm gần đây của Pelosi tới đảo quốc, hỏa tiễn đạn đạo của Trung Quốc đã đáp xuống 6 khu vực bao quanh Đài Loan, bao gồm cả bên trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, và không phải là do nhầm lẫn. Hỏa tiễn dẫn đường chính xác thường hạ cánh ở nơi chúng dự định, một thông điệp rõ ràng từ Bắc Kinh tới các nhà dân chủ đang lo lắng ở Đài Bắc và các đồng minh như Tokyo và Washington. Chắc chắn, cuộc diễn tập bắn đạn thật kéo dài 3 ngày của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh tin rằng một cuộc xâm lược đảo quốc là chính đáng. Giờ đây, đồng hồ đang điểm nhịp tích tắc nhanh hơn bao giờ hết, bởi vì cuộc tấn công đó dường như không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng là điều này có ý nghĩa gì đối với các quốc gia như Hoa Kỳ? Hãy bắt đầu bằng cách xóa bỏ một quan niệm sai lầm chính yếu, bất chấp những lời hứa lặp đi lặp lại của tổng thống Biden là sẽ nhanh chóng viện trợ cho Đài Loan nếu như hòn đảo dân chủ bị Bắc Kinh tấn công. Thì trên thực tế, chúng ta không có hiệp ước phòng thủ chung với Đài Bắc, nhưng chúng ta có lợi ích đối với thị phần của quốc gia đó, 85% trong sản lượng chất bán dẫn của thế giới. Trên thực tế, chúng ta đã tuân thủ nghĩa vụ của đạo luật quan hệ Đài Loan, Một Trung Quốc năm 1979, bằng cách công nhận Bắc Kinh là chính quyền lãnh đạo hợp pháp của tất cả người dân Trung Quốc, bao gồm cả những người ở Đài Loan. Những gì mà chúng ta đã không biết là với cái gọi là chính sách mơ hồ chiến lược của chúng ta liên quan đến Đài Loan, thì liệu với những điều như tổng thống Biden đã nói ở Nhật Bản vào tháng 5 vừa qua, Hoa Kỳ có vội vàng viện trợ cho Hàn đảo nếu như Trung Quốc tấn công hay không? Tôi nghi ngờ về những lời hứa đó và không chỉ vì chúng ta không có đủ lực lượng ở Tây Thái Bình Dương mà còn bởi vì chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tỏ rõ thái độ nghiêm túc đáng sợ về Đài Loan và ông ta ngày càng có quyền lực để hỗ trợ ý định của ông ta. Chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng Tập Cận Bình không lừa dối khi nói đến cái mà ông ta gọi là tỉnh ly khai Đài Loan. Hơn nữa, ông ta luôn kiên định người vừa là chủ tịch Trung Quốc, vừa là tổng bí thư của Đảng Cộng sản, sẽ sớm trở nên mạnh mẽ hơn và sẵn sàng hành động, bất kể Nancy Pelosi đã đưa ra lời bảo đảm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Vào mùa thu năm nay, Tập Cận Bình sẽ đứng trước Đại hội Đảng lần thứ 20 trong một nỗ lực cho nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có trong vị trí Tổng Bí Thư. Một kết quả sẽ tôn vinh ông ta làm chủ tịch trọn đời, giống như người tiền nhiệm quyền lực tuyệt đối Mao Trạch Đông. Mục tiêu chính của Tập Cận Bình luôn là thống nhất Đài Loan vào quyền kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh bằng cách chấm dứt cuộc tranh giành nội bộ kéo dài cả thế kỷ. Cần phải hiểu rằng, trong thực tế lịch sử, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân Đảng, tiền thân của ban lãnh đạo Đài Loan đương thời, đã gây ra một cuộc nội chiến từ năm 1927 đến năm 1949 để tranh giành quyền thống trị Trung Quốc. Ngoại trừ thời kỳ quân Việt từ năm 1916 đến năm 1928, và thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng từ năm 1937 đến năm 1945, cuộc đấu tranh nội bộ này tiếp tục cho đến năm 1949, khi Quốc dân Đảng đã chịu thất bại trên chiến trường. Sau đó, lãnh đạo Quốc dân Đảng Tưởng Giới Thạch và quân đội của ông đã phải chạy sang Đài Loan thành lập chính phủ mới. Để có phần làm tăng thêm sự lầm lẫn của phương Tây về Đài Loan, vào năm 1950, Tổng thống Harry Truman sau khi chấp nhận yêu sách của Bắc Kinh đối với Đài Loan vào cuối Thế chiến thứ hai, tuyên bố Cairo năm 1943 đã đảo ngược chính sách của chúng ta liên quan đến hòn đảo dân chủ đó. Sau khi Trung Quốc trợ giúp Triều Tiên xâm lược Hàn Quốc vào tháng 6 năm 1950, điều đó trùng hợp với chiến tranh lạnh nổi lên với Liên Xô, dẫn đến việc Hoa Kỳ làm việc với chính phủ Đài Loan do Quốc dân Đảng lãnh đạo để phê chuẩn hiệp ước phòng thủ tương hỗ Trung Mỹ vào năm 1955. Hiệp ước này đã bị tổng thống Jimmy Carter từ bỏ theo hướng có lợi cho Bắc Kinh và được thay thế bằng đạo luật quan hệ Đài Loan nói trên. Ngày nay, do sự ngây thơ về địa chính trị và ý thức hệ của Mỹ và cái gọi là chính sách mơ hồ chiến lược của chúng ta đối với Đài Loan, chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một cường quốc toàn cầu sẵn sàng đối đầu với Mỹ trên mọi mặt trận, kinh tế, quân sự, công nghệ, địa chính trị và ý thức hệ. Thật không may, như nhiều chuyên gia Trung Quốc đã kết luận chính xác, Bắc Kinh có thể sớm trở thành bá chủ toàn cầu và Hoa Kỳ có thể phải trả giá đắt cuộc xung đột đang diễn ra của Trung Quốc với Đài Loan sẽ không biến mất và có thể sẽ trở nên gai gắt khi Tập Cận Bình bước vào nhiệm kỳ thứ ba vào mùa thu này. Trong khi đó, các tướng lĩnh Trung Quốc đang thử nghiệm dũng khí của họ với các hỏa tiễn tầm xa, dự tính một cuộc chiến để giành lại những gì mà họ coi là lãnh thổ thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Cuộc tấn công được nhiều người dự đoán đó không phải là một vài năm trừ khi hoàn cảnh thay đổi. Sau đó là điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với thời kỳ hậu Đài Loan, thế giới sẽ bắt đầu trải nghiệm điều gì đó giống như thời kỳ trước Thế chiến thứ hai. Lúc đó, Tập Cận Bình, người sẽ bắt đầu bộc lộ vẻ ngạo mạn của mình giống như những bạo chúa Stalin, Mao và Hitler trong quá khứ. Đã muộn để mà hành động, Trung Quốc đặt ra một mối đe dọa đáng kể thực sự trên nhiều mặt và các xúc tu của nó vươn ra khắp thế giới giống như một con bạch tuộc khổng lồ. Hoa Kỳ và phương Tây phải thức tỉnh trước thực tế rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có ý định cai trị thế giới và sẽ tiêu diệt bất kỳ quốc gia nào trên con đường của họ. Chúng ta phải nhanh chóng nỗ lực để giảm thiểu mối đe dọa đó bằng cách điều chỉnh một cách triệt để việc chuẩn bị của chúng ta. Những sự chuẩn bị đó bao gồm việc thiết lập lại mối quan hệ của chúng ta trong các lĩnh vực chính với Trung Quốc. Về kinh tế, ngừng phụ thuộc vào chế độ đó. Về ý thức hệ, chống lại sự cam kết của chủ nghĩa Mark ở Bắc Kinh đối với các nền dân chủ tự do. Về công nghệ, ngừng do gì các công nghệ quan trọng vốn thúc đẩy quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc. Về an ninh, duy trì quân đội của chúng ta luôn có năng lực hơn PLA, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Và về địa chính trị, gìn giữ cho các đồng minh và đối tác của chúng ta để đối trọng với nỗ lực của Trung Quốc nhằm chiêu mộ các quốc gia khác đi theo con đường độc đoán của mình. Quý vị vừa nghe quan điểm của chuyên gia Robert McInnes, một sĩ quan quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, đồng thời là một nhà phân tích quân sự giàu kinh nghiệm thực địa ở Nga và Ukraine. Trong bài bình luận trên Fox News vào hôm ngày 7 tháng 8, ông cho rằng Tập Cận Bình là mối đe dọa thực sự đối với Đài Loan và nhóm Biden cần phải thức tỉnh. Tiếp tục những vấn đề liên quan đến Trung Quốc các nhà lập pháp Hoa Kỳ chỉ trích sự áp bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi có 400 triệu người thoái xuất khỏi đảng. Kính thưa quý vị, các nhà lập pháp và chuyên gia đã nêu bật lịch sử bạo lực và tàn sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời ghi nhận một cột mốc mới do một phong trào toàn cầu kêu gọi người dân từ bỏ liên hệ với chế độ độc tài lớn nhất thế giới này. Theo Trung tâm Toàn cầu Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, một tổ chức chuyên giải quyết và theo dõi các tuyên bố trực tuyến bãi bỏ tư cách thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Số người Trung Quốc cắt đất liên hệ với các tổ chức Cộng sản Trung Quốc đạt hơn 400 triệu người vào hôm ngày 3 tháng 8. Dân biểu Tim Burchett, một thành viên của Đảng Cộng Hòa, tiểu bang Tennessee, nói trong một tuyên bố được gửi qua thư điện tử, được thời báo Epoch Times trích dẫn, cho biết bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhuốm máu hàng chục triệu người Trung Quốc. Vì vậy, không có gì lạ khi hơn 400 triệu người dân Trung Quốc đã rời bỏ Đảng Cộng sản độc tài trong hai thập niên vừa qua. Ông Bouchet, một thành viên của Tiểu ban Á Châu của Ủy ban Vấn đề Ngoại quốc của Hạ viện Mỹ, nói tiếp. Nạn đói lớn do Mao Trạch Đông gây ra, vụ đàn áp sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn trong phong trào lục tứ Cuộc đàn áp pháp luân công và nạn diệt chủng người hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đều là những bằng chứng cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ quan tâm đến việc nắm giữ quyền lực. Sẽ tốt hơn nếu người dân Trung Quốc được một chính phủ đại nghị thật sự và cởi mở. Vì vậy, tôi hy vọng phong trào thoái đảng sẽ phát triển mau lẹ. Theo ông Ryan, một trong những tác giả của 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản hay Kiểu Bình, một cuốn sách do ấn bản hoa ngữ của thời báo Epoch Times xuất bản lần đầu tiên vào năm 2004 đã truyền cảm hứng cho phong trào toàn cầu này. Trong những thập niên vừa qua, ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc đặt nghi vấn về sự đại diện cho nhân dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tác giả Ryan là một bí danh được dùng để bảo vệ danh tính và gia đình của ông ở Trung Quốc đại lục ông ryan đã mô tả thoái đảng như là một phong trào tự chữa lành và tự cứu mình theo ông kiểu bình đã giúp cho người dân trung quốc thoát khỏi hàng thập niên tuyên truyền dối trá của đảng cộng sản trung quốc đã khắc sâu tư tưởng rằng đảng ngang hàng với trung quốc và nền văn minh trung hoa cuối cùng thì người dân đã có thể tách bạch đảng cộng sản trung quốc ra khỏi dân tộc và quốc gia của họ Ông Ryan cho biết, trước khi cuốn sách minh họa một cách có hệ thống về lịch sử lừa dối và cách sử dụng đấu tranh quần chúng của Đảng Cộng sản để củng cố quyền lực đối với xã hội, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiểm soát người dân Trung Quốc và sai khiến tinh thần của họ mà họ không hề hay biết. Tuy bản thân lớn lên trong môi trường này, nhưng ông Ryan cho rằng niềm tin của mình vào pháp luân công đã giúp ông vượt qua sự truyền bá dối trá của chế độ pháp luân công là một môn tu luyện tinh thần bao gồm các bài tập tĩnh tại và một bộ bài giảng đạo đức lấy các nguyên lý chân thiện nhẫn làm nền tảng việc áp dụng những nguyên tắc này vào thực tế đã giúp ông ryan tự giải thoát khỏi sự kìm kẹp của đảng cộng sản trung quốc đối với tinh thần của mọi người ông cho biết điều này là do đảng cộng sản đã có thể thao túng và kiểm soát quần chúng bằng cách lôi kéo những phần bản chất hèn mọn của con người như tham lam sợ hãi và ghen tị. Chiến thuật như vậy được thể hiện rõ ràng nhất trong 100 năm qua. Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục nỗ lực đẩy một nhóm xã hội này chống lại một nhóm xã hội khác với lý do không nằm ngoài việc củng cố quyền lực và loại bỏ các mối đe dọa đối với quyền kiểm soát độc tài của họ. Bản thân pháp luân công đã trở thành mục tiêu trong cơn thịnh nộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1999. Sau khi Đảng Cộng sản xem sự phổ biến rộng khắp của môn tu luyện tinh thần này đến 100 triệu người đang tu luyện là một mối đe dọa đối với việc nắm giữ quyền lực tuyệt đối, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tìm cách xóa sổ môn tu luyện tinh thần này bằng một chiến dịch bắt bớ, tra tấn và phỉ báng trong toàn bộ xã hội suốt 23 năm qua và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Cho dù người Trung Quốc đã đọc Cửu Bình hay chưa thì họ đã bắt đầu thảo luận về các vấn đề xã hội theo nội dung và logic được trình bày trong cuốn sách này. Ông Ryan nói về tác động của cuốn sách Cửu Bình. Sự thay đổi tâm lý của họ cũng quan trọng như hành động thoái đảng. Người dân Trung Quốc đã thoái đảng hoặc các tổ chức liên đới của đảng này bằng cách gửi các tuyên bố trực tuyến đến trung tâm thoái đảng toàn cầu. Hầu hết đều sử dụng bí danh để làm việc này. Đại sứ Andrew Bramberg, chủ tịch của quỹ tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, một nhóm vận động có trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, đã nhấn mạnh phong trào thoái đảng này như một hình mẫu cho sự phản kháng hòa bình chống lại sự áp bức. Ông nói trong một tuyên bố gửi qua thư điện tử: "Xin chúc mừng phong trào thoái đảng đã đạt được một cột mốc mới. Thoái đảng đang trở thành mô phạm của phong trào xã hội dân sự." hòa bình, nơi các nhà hoạt động chạm được tới lương tri của đồng bào mình và thuyết phục được những người này từ bỏ hệ tư tưởng và sự kiểm soát của chủ nghĩa cộng sản độc tài. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trưa ngày 9 tháng 8 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.